Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tình hình phát triển công nghiệp thương mại trên địa bàn của tỉnh. Trong 8 tháng đầu năm 2017, tình hình sản xuất công nghiệp thương mại của Lâm Đồng tiếp tục được giữ vững. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 400 triệu đô la Mỹ, tăng 39,8% so với cùng kỳ. Các sản phẩm chạy xuất khẩu chủ yếu là alumin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng, các sản phẩm rau, hoa quả, cà phê, chè, v.v. Để công nghiệp thương mại Lâm Đồng tiếp tục tăng trưởng, đạt chỉ tiêu đã đề ra, tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất Bộ Công Thương hướng dẫn hỗ trợ tỉnh trong quá trình xây dựng phát triển công nghiệp, đầu tư kết cấu hạ tầng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch, hỗ trợ Lâm Đồng trong công tác xúc tiến thương mại, quảng bá và phát triển thương hiệu đối với các sản phẩm thế mạnh tại thị trường trong và ngoài nước. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ghi nhận những đề nghị của tỉnh Lâm Đồng, chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm phối hợp với các ban ngành địa phương của Lâm Đồng để giải quyết các kiến nghị theo đúng quy định.